Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta đã gặp nhau ở khu vực thời đại rồi. Xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok anh em, hôm nay lại tiếp tục một video. Mà nói chung con hàng này thì chủ ạc đưa ra đó là có thể trao đổi và cũng có thể bán luôn. Đấy, anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp mình ha. Rồi mình sẽ hỏi thăm qua chủ ạc rồi báo lại anh em như thế nào đó. Còn về giá cả thì là 100% là từ chủ ạc đưa ra nha. Tất cả các clip mình review á, mình đều để cho giá chủ ạc, dù giá thấp hay giá cao toàn là để cho chủ ạc quyết định, chứ mình không can thiệp vào, để tránh cái trường hợp mà anh em bảo mình review rồi bơm cái con hàng đó lên để mà kiếm mớ tiền ở trong đó. Thực sự thì mình méo bao giờ làm vấn đề đó nha anh em. Ok anh em. Đấy, hiện tại cái ạc này là con ép trí nha anh em. Con ép trí ở cụm DVS 134. Mấy bữa nay cá mập nó lại tung hoành ngoài biển rồi anh em à. Đấy. Và khi mà nó tung hoành thì cáp lại đứt. Mà cáp đứt thì lại đổ thừa con cá mập. Vãi sướng anh em à. Ok, một con ép trí nha. Hiện tại một con ép trí nằm ở vị trí top 1 ở server này. Anh em nào mà đang chơi review có thể chán review mà đang nằm ở vị trí top 1 nha, ở trong server nha, thì có thể giao lưu với con ạc này. Đấy. Giao lưu với con ạc này. Hiện tại là ở đây là VIP 14 anh em à. Còn một tí nữa lên VIP 15 rồi. Đấy. Gói VIP 13, gói VIP 12 nè. 11 nè. 10 nè, 9 nè, 8 nè, 7 nè. Đấy, một con ạc theo mình nghĩ là đầu tư khá là nhiều tiền trong đây rồi. Đấy. Anh em nào đang chơi review á thì có thể chuyển đổi qua con ép này, có thể giao lưu. Đó, đại loại vậy. Còn nếu mua thì giá cả anh em có thể liên hệ trực tiếp mình nha. Đấy, hiện tại đây là cái bảng trang bị là nằm top 1 anh em à. Đù server bên đây cũng san sát nhau ha. Ừ. Cái bảng đánh giá đây. Bảng đánh giá thì top 1, top 2 đang nằm ở vị trí top 2. Đấy. Còn bảng trang bị thì nằm vẫn tầm top 2 luôn. À, nằm top 2, lộn anh em. Nãy mình tưởng đâu nằm top 1. Review top 1 ghét luôn quen anh em. Đấy. Sorry anh em. Ok. Và cái bảng cấp thì cũng nằm top 2 luôn. Cái bảng gui thì nằm top 5. Hình như là một mình một gui thì phải. Đấy. Để coi. À, chênh lệch với lại top 1 cũng không quá nhiều anh em à. Đấy. Rồi. À, mình sẽ dạo quanh một vòng xem thử coi đồ đạc trong đây như thế nào anh em à. À, mình sẽ xem cái phần thánh trang nè. Thánh trang thì full level 2 nè. Đấy. Còn vào xem phần đồ nha. Ở cái không chuyển nè. Không chuyển map đỏ nè. Cái một chuyển nè. Xem có đồ duy nhất không nha. Rồi không có đồ duy nhất anh em à. Ok, không có đồ duy nhất nha. Cái win 1 đây. Cái chuyển 2 đây. Chuyển 2 win 2 đây. Đó. Chuyển 3 đây. Chuyển 4 đây. Và chuyển 5. Chuyển 6 nè. Chuyển 7 nè. Đấy, anh em có thể tham khảo ha. Về con ạc này. Giao lưu hoặc là buôn bán đều có thể nha anh em. Thoải mái con gà mái luôn nha. Đấy, anh em thích chơi kiểu gì thì chơi kiểu đó. 7749 kiểu luôn nha. Đấy. Ok. À, tiếp theo mình sẽ review một tí bên phần nhân vật nè. Bên cái bậc chiến này. Bậc chiến thì nguyên thần vương nè. Huyễn hóa nè. Huyễn hóa thì còn hai món. Hai món nữa là full anh em à. Đấy, hai món vũ khí nữa là full nha. Còn về phần giáp đây. Giáp thì còn 3 bộ nữa. Còn 3 bộ nữa là full giáp nè. Đấy. Rồi mình sẽ vào cái phần rèn lên một tí nữa nè. Để coi thử một số thứ trong đây ha. Cường hóa nè. Bổ sung nè. Bổ sung thì cái chuyển 7 gần 11 nè. Đù bổ sung nè, bổ sung nhiều dữ ha. Ghê, anh em thấy cái bổ sung tiêu hao không? 440 kim cương. Ghê.
Dạ mà tốn hơi nhiều máu anh em ơi. Đấy, hơi bị nhiều máu đấy. Đấy, anh em có thể thấy bổ sung ông chịu chơi vãi. Đu này lên tới 30 luôn, coi kìa. Bổ sung tiêu hao 700 anh em à. Kinh điển. Dạ mang nha. Có vẻ không đầu tư vật bổ sung này hơi nhiều đây. Ok. Trang bị thức tỉnh thì mát rồi. Khám phụ văn ở chuyện 7 thì cũng gần mát luôn nè. Đó. Rồi mình sẽ chuyển qua cái phần cờ chiến tí coi. Cờ chiến 7 thì vẫn là cờ 1 thôi. Cờ 6 cờ 3 nè. Cờ 5 cờ 3 nè. Cờ 4 cờ là cờ 3 luôn nè. Cờ 3 luôn nè. Cờ 2 cũng là cờ 3 nè. Đấy. Vậy là có nghĩa là chỉ có chuyển 7 là chưa cờ 3 thôi anh em à. Đù. Ngon ngon ngon. Tiếp theo là bên phần bộ anh em à. Đấy. Phần bộ ở bên chuyển 7 thì còn cái áo nữa là mát nè. Chuyển 6 cũng vậy. Chuyển 5 thì mát đỏ nè. Chuyển 4 là mát đỏ nè. Chuyển 3 nè. Chuyển 2, ý lộn, chuyển 2 đâu có. Ok anh em. Rồi, mình sẽ quay trở lại cái phần to kỳ tí nè. To kỳ này nha. Có con phượng rồi nè. Đó. Một số con to kỳ trong event. Tì giác tứ linh. À, con đó cũng trong event đúng không? Đó. Rồi, ok. Mình sẽ trở qua phần bạo kích luôn. Để cho anh em có thể tham khảo gì bên cái phần bạo kích. Này, đù bạo kích lên nhiều nha. Lên tới 50 mấy hết rồi anh em à. Đấy. Đỉnh chưa, đỉnh chưa. Bên phần thánh khí nè. Đấy. Bên phần cường hóa nè. Đấy. Ok, hiện tại mình sẽ xem luôn cái server đấu trường ở đây của gạt này. Hạng 4. Hiện tại là chỉ mới 1 2 ngày đầu thôi, một ngày đầu thôi anh em ạ. Nên đang nằm vị trí là hạng 4. Đù, server bên đây ghép cũng căng quá ha. 200 mấy à. Đấy. Rồi, ok anh em. Nói chung xoay quanh về cái con ạc này thì như vậy. Đó. Anh em có thể trao đổi nha. Chú ạc thì ưu tiên cái lát review. Đó. Lát review nha anh em. Lát review nào nằm ở vị trí mà top 1 ở server á. Mà trên lệch với lại top 2 nó hơi xa một tí. Càng tốt. Đó. Theo chú ạc đưa ra như vậy. Và buôn bán luôn. Nói chung là có thể anh em có thể mua luôn cái ạc này luôn. Ạc này hiện tại là mình đã check rồi. Kiểm tra thông tin thì là chưa có liên kết gì hết. Đấy. Ok anh em. Đó. Hiện tại để coi còn cái gì để mình dùng bem thử coi. Tranh cướp mỏ nè. À hết hết. Còn 2-3 điểm. Thành đầu mỏ. À mình đang đào lộn. Mình tính cướp mình luôn anh em à. Thật là vãi chưởng. Tuy game dạo này đầu óc à. Hơi bị lẩm cẩm lắm anh em à. Đấy, anh em thông cảm nha. Ok. Rồi. Nói chung xoay quanh con ạc này thì tương đối là khá mướt anh em à. Nếu mà anh em nào có con review nào nằm ở vị trí top 1 thì có thể tham khảo ở ạc này ha. Có thể trao đổi với nhau. Đấy. Ngon lành gần đào anh em à. Rồi. Ok anh em. Mọi thứ anh em có thể liên hệ trực tiếp mình ha. Ok. Rồi. Mình sẽ kết thúc video từ đây. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại.